Đây nghe. Kẹp thế này thôi thì nó nhỏ hơn cái lỗ này. Và chúng ta đưa xuống này. Đây chúng ta đưa xuống. Xin chào tất cả anh em chơi game. Đây là cái gioăm của cái xi lanh hướng thưa anh em trên máy gặt, và video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thay cái gioăm này, các cái mẹo để tháo nó ra, lắp nó vào, đặc biệt là lắp nó vào và lắp cái mặt bích này khi mà có cái lò xo rất là nặng, lắp cái mặt bích này và lắp cái gioăm này vào trong cái nòng xi lanh nó như thế nào để cho nó chuẩn, và những cái lưu ý quan trọng, nên là anh em hãy xem rất kỹ video này, và đặc biệt là nếu thấy hay thì hãy ủng hộ cho Mạnh một like và nhớ nhấn vào đăng ký để nhận thông báo mỗi khi Mạnh đăng các video về kỹ thuật máy, để hy vọng rằng giúp anh em có thể tự sửa chữa được máy ở nhà. Và đây là một cái video mà nó chi tiết về sửa chữa nên anh em hãy nhớ là xem rất kỹ. Và đầu tiên chúng ta tháo nó ra và đặt hàng cái gioăm này như thế nào, thì Mạnh đã có một cái video để cho anh em đặt hàng cái gioăm. Cái gioăm này rất là rẻ, một bộ gioăm này gồm 4 cái đây. Đây thưa anh em. Gồm 4 cái như thế này thôi, có hai cái bạc và hai cái gioăm. Hai cái bạc, hai cái gioăm thì chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Đây là hàng chính hãng nhé thưa anh em. Đây. Đó, hàng chính hãng đây. Và khi mà chúng ta thay gioăm này, thay cái gioăm này thì chúng ta phải thay luôn cả cái bạc này để cho nó chống lắc cái đầu đây. Thưa anh em đây. Khi chúng ta thay gioăm thì chúng ta phải thay cái bạc đây cho nó chống lắc cái đầu này. Đây. Nếu như mà nó lắc thế này thì gioăm có xịn thì nó cũng vứt đi thôi. Đấy, thì nên là chúng ta phải thay cả cái bạc ở đầu này. Đây ạ. Đây, nếu như để cho nó lắc là không thể được nhé, là nó sẽ làm hỏng cái gioăm và nó sẽ ra nhớt. Và mình sẽ tháo ra cho anh em. Đây anh em. Đấy, khi mà chúng ta tháo ra thì chúng ta lưu ý này. Lưu ý là phải giữ nó lại, không là nó bắn ra ngoài, bởi vì cái lò xo nó rất là căng. Đây, tháo một con này ra. Đấy. Anh em. Đây là tất cả. Đây, trong này có hai cái bạc đây. Hai cái bạc này, và chúng ta sẽ đóng cái bạc này ra để thay. Đây mình sẽ rút cái đấy. Đây là cái piston, gọi là piston thôi anh em. Đây là cái piston. Đây. Hai cái piston này, hai cái căn này. Rồi. Trong này sẽ có cái bộ, thưa anh em, là trong này sẽ có cái gioăm này. Cái gioăm này nó sẽ nằm ở trong đây. Nằm ở trong cái rãnh này. Và Mạnh cũng đã có một cái video nói về cái gioăm này rồi. Và lưu ý là cái gioăm này nó có hai mặt. Thưa anh em, là cái gioăm này nó có hai mặt, phải lắp đúng mặt của nó, đúng chiều này hoặc là chiều ngửa lên cúi xuống. Và thưa anh em, khi mà chúng ta tháo cái này ra thì chúng ta phải vệ sinh rất là sạch sẽ. Anh em nhớ là làm thủy lực ấy, thì nó phải sạch sẽ, đó là điều đầu tiên. Và sau khi tháo cái này ra rồi thì chúng ta cậy cái gioăm ở trong này ra, bởi vì cái gioăm ở trong này nó cũng khá là khó cậy, và cậy ra thì thường là nó sẽ hỏng luôn. Nên là chắc chắn một điều là anh em nhớ là phải nên đặt hàng cái gioăm này về nhà rồi thì chúng ta mới thay, để cho nó tránh cái trường hợp là chúng ta cậy ra xong rồi chúng ta hỏng rồi thì cái này không thể dùng ngay được. Khi mà chúng ta phải chờ đi mua hàng thì nó rất là mất thời gian chờ đợi. Thì đó là một cái lưu ý đầu tiên của Mạnh. Và đặt cái gioăm này online ấy, trên website phụtungcuota.vn thì rất là đơn giản, là anh em vào website phụtungcuota.vn, vào cái hệ thống máy của anh em và vào phần thủy lực là chúng ta tìm đến cái gioăm này luôn và đặt hàng, rất là đơn giản thôi.
đặt hàng ở trên đó thì hoàn toàn 100% là hàng chính hãng của cô ta, cái dòng này không đáng bao nhiêu tiền cả, nên là đề nghị anh em thay bằng dòng chính hãng để cho nó tốt, bởi vì cái dòng này nó cũng chịu áp suất rất là cao thôi anh em. Và sau khi cậy được cái dòng này ra thì cậy cái dòng ấy thì rất đơn giản thôi, chúng ta lấy một cái loại, nếu anh em mà không có đồ thì lấy cái lục giác nhỏ, lục giác 2 ly hoặc là 2 ly rưỡi đây, chúng ta mài cái đầu cho nó nhọn hoặc nó bè như thế này, nhọn hoặc bè như thế này, giống như cái tu vít ấy, đơn giản là giống như cái tu vít thôi đây đấy. Rồi sau đó chúng ta ngoáy vào bên trong cái này, thưa anh em là chúng ta ngoáy mạnh vào bên trong của cái dòng và chúng ta bậy nó ra, ngoáy mạnh bên trong của cái dòng và chúng ta lấy cái tay này, thưa anh em đây, ngoáy mạnh vào bậy nó ra là chúng ta sẽ bậy được cái dòng, ngoáy mạnh nó ngoáy thật thật mạnh và chúng ta bậy nó ra là cái dòng nó sẽ hở ra và chúng ta sẽ lôi được cái dòng ra. Và chắc chắn là chúng ta khi mà ngoáy được tác động các cái đồ sắt vào cái dòng bằng cao su ấy thì nó sẽ hỏng thôi, nên là mình lưu ý là anh em nhớ là phải có cái dòng hoặc đi mua cái dòng này trước rồi chúng ta mới về chúng ta tháo ra thì đỡ mất công chờ đợi, bởi vì mình tin là chắc chắn nó sẽ hỏng. Còn tất nhiên là nhiều anh em có những cái độ khéo tay cao hơn thì sẽ làm nó ngon lành, nhưng mà mình cứ đề phòng trước như vậy để cho anh em chủ động. Và đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tháo cái đóng cái bạc này ra đây ạ. Khi anh em thử cái bạc này, đây là có cái bạc này. Vào đây anh em nhìn này, nó lỏng không ạ? Đây nó đang rất là lỏng này, lắc lỏng này. Trong khi là nhìn cái thân này nó không cần, gần như đang còn rất là ngon nhá. Anh em thấy không? Nó đang còn rất là ngon này. Nhìn cái thân này rất là bóng đẹp này, không có khớp luôn. Và đây cái bạc cho vào đây thì lỏng này. Thôi rồi, khi mà nó lỏng thế này ấy, thì cả cái trục này, cả cái piston nó sẽ lắc và cái dòng có xịn thì nó cũng vứt đi thôi, thì nó cũng chỉ chạy được 1-2 ngày là nó hỏng. Chính vì thế chúng ta phải tháo cái bạc này ra. Thì tháo như thế nào thì đây chúng ta rất là đơn giản, nhìn này, cái này nó có hai mặt đây, nó có hai mặt, một mặt là nó có cái vành này, nó có cái vành rất là hở này, đây mặt còn lại là nó khít đét thế này, thì chúng ta nhớ là lật úp cái mặt, dùng cái mặt này chúng ta lấy cái tu vít, chúng ta đóng vào cái này, nó cụp lại và đóng tụt xuống đây. Đây mày có cái eto, nếu anh em không có eto thì có thể kê lên cái này, anh em kê lên chính cái mặt bích đó luôn, cái mặt bích của cái đè của cái bộ xi lanh này, cái mặt bích này chúng ta kê lên đây, anh em nhìn này, kê lên nó rất là vừa đây, kê thế này đó, xong đó chúng ta đóng nó xuống, lấy cái tủ vít đóng đây thôi anh em, đấy tôi viết để ngang cái tôi viết ra này, đấy chúng ta đóng cho nó cụp xuống, thì nhớ là phải kẹp cái này lại, nhưng mà mạnh thì có sẵn eto đây, mình làm cho anh em để anh em biết cái cách làm cho nó chính xác này, đây nha, đấy chúng ta đóng cụp đây này, vừa đủ thôi. Rồi xoay sang bên đây, đóng thêm một lần nữa hai bên cho nó đều. Đấy xong nó nghiêng cái tu vít ra, đóng xuống. Nhớ là đấy, chúng ta đóng xuống. Nhớ là cái tu vít này đừng có cho nó chạm vào cái cạnh của cái nòng này, để cho nó bị xước đi là không được. Đây ví dụ cái chỗ này mạnh đóng này, nó hơi mạnh tay nó đứt không sao, vì nó mình đã bỏ cái bạc này đi rồi, như thế nó mới nhanh được. Đây đóng cho nó tụt xuống này, bạc đây đó. Đây, sau khi đã đóng ra, nếu như mà chúng ta đóng ra mà vô tình thôi mà chúng ta làm cho cái bề bên trong là nó xước thì chắc chắn là anh em phải rửa cho nó sạch lại, lấy giấy giáp còn đánh cho nó sạch, lấy giấy giáp đánh hoặc là lấy rửa để làm cho nó sạch lại các cái mép miệng mà chúng ta thường ấy, anh em thường là đóng bằng cái tu vít hoặc là tay nó cũng không chuẩn lắm hoặc là bị trượt thì cũng đừng có quá lo lắng, nhưng mà chúng ta phải hết sức lưu ý là phải làm sao đó để lấy giấy giáp hoặc lấy cái rửa tròn hoặc là những cái rửa mà nó phù hợp, rửa cong chẳng hạn,
Ở ngoài thị trường rất là nhiều các cái rúa, người ta gọi là rúa kim cương ấy. Thì những cái rúa nhỏ nhỏ trắng trắng ấy thì rất là dễ, lấy cái rúa hình cầu ấy, rúa lại và sờ khi nào nó mịn thì thôi, nó mịn thôi. Nhớ là như vậy, bởi vì nếu như mà chúng ta làm không làm như thế thì chúng ta sẽ bị một cái là cái bạc nó sẽ bị bóp lại và nó không vừa với cái trục này, cho em không vừa với cái trục này nữa. Mình sẽ đóng cái bạc này vào cho anh em. Đóng cái bạc thì cũng hết sức lưu ý là chúng ta đóng làm sao cho cái bạc nó, cái mép nó không bị quằn. Đây ạ. Đây cho anh em, đây là cái bạc này. Cái bạc đây. Đây là cái bạc chính hãng nhé. Đây. Đây. Đó. Rồi nó có cả số đây luôn thì anh em đây. Và thưa anh em, đây là cái bạc này, anh em nhìn này. Vào đây. Rồi, mình sẽ đóng vào cái chỗ cái căn mà mình vừa tháo ra. Đây, trước khi đóng ấy thì chúng ta nên cho nhớt vào. Thưa anh em đây, cho nhớt vào cái một tí nhớt vào cái bạc. Đây, một tí nhớt vào bên ngoài của cái bạc. Nhớ là tháo lắp tất cả các cái thiết bị cơ khí mà không khuyến cáo là không được bôi nhớt thì chúng ta bắt buộc phải cho một ít nhớt vào đây. Và cũng như vậy thưa anh em nhìn này, vì là cái chi tiết này nó có cái mép vát, nó có cái mép vát, anh em thấy mép vát mà lúc nãy chúng ta căn cứ cái mép vát này để chúng ta đóng cái bạc ra ấy đấy, thì anh em nhớ là khi đóng vào thì cũng phải đóng từ đây, đây đóng từ cái mép vát này vào. Đây mình sửa chỗ này nó đang còn một tí gợn này. Và phải cho nó. Đấy, phải cho nó thật chuẩn. Rồi lau nó đi. Vì là mình rửa nó sẽ ra một tí mặt. Nói chung là anh em cố gắng làm sao cho nó hết sức cẩn thận thì cái việc sửa chữa của chúng ta nó sẽ đạt được cái chất lượng tốt nhất. Đây, căn cứ mép vát và chúng ta nhớ nhé, đường này không có mép vát thì cho xuống, đường này có mép vát thì cho vào đây để đóng. Đây thôi anh em, khi mà chúng ta cho vào ấy thì nhớ cho mạnh là cho vào thật cân vào. Nếu như mà chưa cân thì khi đóng chúng ta đóng nhẹ này. Đóng nhẹ xuống này. Đóng là nhẹ thôi nhá, bởi vì nếu như chúng ta đóng mạnh ấy, thì cái bạc này nó bị, cái mép này nó bị quằn thì thôi bỏ đi luôn thì rất là lãng phí. Đóng nhẹ thôi, đóng nhẹ cho nó cân này. Cho nó cân này thưa anh em, đây. Đóng nhẹ cho nó cân này. Cân tức là các cái chiều này nó cân và cái mép bạc này nó phẳng này. Đây thưa anh em, chúng ta lấy một cái tấm phẳng, ví dụ cái kê đây. Cái này là cái để ép cái hướng, ép cái lò xo hướng ra. Nhưng mà nó rất là phẳng nên là mình sẽ lấy để đóng cho nó. Đây này, chọn cái mặt phẳng đóng cho nó đỡ quằn cái bạc. Đây. Đây, đóng này. Ra, đưa ra kiểm tra. Thưa anh em, tại sao mà chúng ta cần phải lấy một cái tấm khác để chúng ta đặt đây mà không đóng vào đây? Bởi vì là cùng cái lực đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta đặt cái tấm này lên thì cái lực cục bộ của cái búa này nó sẽ gõ vào cái tấm này. Thì cái tấm nó có bị va đập trực tiếp thì nó giảm cái lực trực tiếp xuống đây đi. Đó. Đây. Nên là anh em có đóng phớt này hay là, hoặc là anh em có đóng cái loại bạc ấy thì hoàn toàn là chúng ta nên dùng những cái loại tấm phẳng, và đặc biệt là những cái mà bàn ép thế này mà được KTM bán này. Những cái bàn ép này được KTM bán thì nó làm được từ những cái tấm thép rất là phẳng, nên là hoàn toàn dùng có được nhiều việc, chứ không phải là mình cái việc ép nó vào đâu, mà đóng phớt, đóng các cái bạc như thế này thì nó rất là dễ, bởi vì nó rất phẳng. Chính vì thế nên là anh em hãy nhớ đó, phẳng ấy thì chúng ta đóng nó không bị lực giật cục bộ vào cái bạc, nó sẽ làm cho cái bạc nó không bị quằn. Nó có quằn thì nó bị, có vết thì bị ở cái này, chứ nó không bị ở cái này. Đó là cái quan trọng mà mình thường hay nói với anh em là khi đóng phớt, đóng bạc, đóng bi, chúng ta hãy dùng những cái đúng của nó, đồ nào trước đấy. Và đây là cái bạc sau khi mà đã được đóng vào thì mình sẽ đưa vào cho anh em xem.
đây đây nha, rất là trơn nha, nhưng mà không hề lắc này, anh em thấy không? Đấy, không hề lắc. Như lúc nãy thì nó lắc hoặc anh em quay lại anh em sẽ thấy, tua lại anh em sẽ thấy. Có như vậy thì cái này, cái piston này nó vào cái phần phớt thì nó mới không bị lỏng lỏng thế này, thì cái phớt nó mới chịu được. Và tiếp theo là máy sẽ hướng dẫn cho anh em lắp cái phớt này vào. Đây ạ. Đây. Đây thôi anh em. Đây là cái gioăng phớt chính hãng này. Gioăng phớt này. Và nó có hai mặt anh em thấy không? Một cái mặt nó to thế này và một cái mặt nó mỏng hơn, nhỏ hơn. Nói kỹ cho anh em, nhiều anh em tháo ra lắp vào là không để ý đâu này. Đây. Khi mà lắp thì nó sẽ như nó hoạt động như thế này đây. Cái mặt này là mặt có số và đây là bảng. Anh em thấy không? Đây là cái bảng. Đây. Chính xác là nó như thế này. Đây thôi anh em. Đây là mặt có số này. Mặt trên này này là mặt có số này. Đó, mặt dưới này là lợi này. Lợi nó sẽ nằm ở phía này. Để nó đúng chiều và nó hoạt động đúng của nó là như vậy. Anh em nhớ cho mày như thế nhá. Đây là mặt có số. Nói lại cho anh em chắc là mặt có số đây. Đây, nó sẽ như thế này. Bạc đây. Đó. Và lắp cái gioăng này vào trong cái xi lanh này. Nhiều anh em có khi là lắp cả buổi không được và lắp nó còn hỏng cái gioăng này. Bởi vì chỗ này nhìn vậy thôi nhưng mà nó rất là khó vào nếu như chúng ta không có cách, không có mẹo. Đây, nếu như anh em cứ cầm tay này cứ đùn vào thì nó cũng vào được, nhưng mà đây ạ. Đây, qua đây cho anh em dễ nhìn thấy. Chúng ta cầm tay chúng ta đùn vào thì đâu đó có thể là đùn mãi nó cũng vào thôi, nhưng mà rồi nó xước xác cái dòng này đi. Đó, nó hỏng cái lợi này đi rồi, hoặc là nó bị xích rồi, rất là khó để vào. Vậy thì như thế nào để có thể lắp vào cái dòng này vào một cái thì ăn ngay? Đây anh em, đây chúng ta rất là đơn giản, mình phải sẽ hướng dẫn cho anh em bằng những cái thiết bị rất là, những cái đồ dùng rất là đơn giản. Đây, dùng cái kìm này, dùng cái kìm tháo phen này thôi anh em. Đây ạ. Đây nha, chúng ta chỉ cần bóc đôi cái này, anh em nhìn này, biến cái này thành một cái hình trái tim. Đây. Đây, sau đó chúng ta kẹp thế này. Anh em thấy không? Chúng ta kẹp thế này. Kẹp nhẹ thôi nhá. Cái gioăng này bằng cao su nó không hỏng đâu, kẹp thế này nó không hỏng, và đặc biệt là cái này nó tròn. Nó tròn chứ không phải là cái kìm. Nếu như mà chúng ta dùng cái kìm này là không được. Không được dùng cái kìm này vì cái kìm này cái cạnh này rất là sắc và nó sẽ làm hỏng cái gioăng này đi mất. Đây, vứt. Nhưng mà chúng ta dùng cái kìm này. Cái kìm này nó tròn này. Cái thân nó tròn thôi anh em. Thì nó không ảnh hưởng gì. Đây. Chúng ta này, anh em nhìn này, bóp này. Đưa vào này, kẹp lại này. Thế này. Nhớ lắp cho nó đúng chiều như lúc nãy mày nói. Nhớ lắp đúng chiều nhé, kẹp rất là nhẹ. Đây. Đây thôi anh em. Kẹp thế này thôi thì nó nhỏ hơn cái lỗ này. Và chúng ta đưa xuống này. Đây, chúng ta đưa xuống. Đó, đưa cho nó vào đúng cái vị trí của cái rãnh. Lấy tay ấn một phía vào đây. Đây ạ. Ấn một phía vào này. Đây, anh em thấy nó hình thù nó thế này. Sau khi mà chúng ta đặt vào ấy thì nó sẽ vào được một ít này. Nhưng mà nó vẫn đang trong trạng thái hơi gập. Anh em thấy không ạ? Đang trạng thái hơi gập này. Đấy, chúng ta lấy cái đuôi của cái lục giác đi, chúng ta móc lên một tí là nó sẽ vào ngay. Đây thôi anh em. Đấy, móc lên một cái là nó vào ngay. Đấy, anh em thấy móc lên cho nó phẳng xong, ấn cái tay vào cái nó vào ngay. Bởi vì nó đã vào được rồi và nó nằm ở trong nó bị gập lại rồi. Đây. Anh em nhớ là như thế. Rồi, và thưa anh em, nhớ là khi chúng ta lắp bất cứ một cái gioăng nào, lắp bất cứ một cái gì bằng cao su thì chúng ta đều phải trước khi đưa nó vào để mút giữa cái piston và cái gioăng cũng như là cái xi lanh thì chúng ta cần phải tra nhớt nó vào. Thưa anh em đây ạ.
chúng ta phải tra nhớt vào, cả vào vào khu vực của piston, cả vào khu vực của cái van của cái xi lanh, tra nhớt vào, đừng có tiếp tra nhớt. Và nhớt tra là phải nhớt sạch thôi anh em, để làm gì, để nó không có cặn rồi nó đỡ mắc vào các cái van chính xác khác, bởi vì thủy lực nó gồm những cái van rất là chính xác và rất là nhỏ, nên là phải sạch, cái gì mới sạch. Rồi sau khi mà chúng ta lắp xong, thưa anh em, sau khi chúng ta lắp xong thì đưa cái piston vào không? Đưa cái piston vào. Đây. Lắc lắc đi một tí, nó sẽ bắt đầu là cái ấy nó mới đây. Ấn vào. Và bởi vì là cái thiết kế lợi của nó đã rất là xuôi rồi, nên là chúng ta cũng không sợ là ấn cái piston vào nó bị đứt đâu, vì nó đã xuôi rồi, thưa anh em. Đây. Đó. Rồi sau khi xong xuôi, chúng ta lắp tất cả các cái piston này vào. Sau khi mà lắp piston này vào thì nhớ có hai cái con này. Đây. Đây. Đây, hai cái con này. Xong đó đến lò xo này, lò xo to, lò xo nhỏ này. Đây. Nhớ là làm vệ sinh cho nó khá là sạch sẽ thì chúng ta lắp nó sẽ hiệu quả nhé, thưa anh em. Đây. Và cái chiều của các cái đầu căn của ống thì nó nằm thế này. Đây. Đây thưa anh em. Đây ạ. Và đặc biệt là anh em lưu ý là mấy cái mặt này là những cái mặt nó định vị cái lò xo. Đây, mấy cái mặt này định vị cái, mấy cái khớp này là định vị các cái lò xo này, định vị các cái chân lò xo này, thì nó rất là quan trọng. Cái mặt này nó cũng quan trọng bởi vì nó sẽ nằm vào đây và nó nằm vừa vào cái rãnh này, nằm vừa vào cái đường kính này này. Đây anh em nhìn thấy này, nằm vừa vào và anh em nhìn này, nó không hề lắc. Khi mà chúng ta đóng bạc vào rồi thì nó rất là khít và nó không lắc nữa thì nó sẽ chuẩn. Đây ạ. Đây. Chính vì thế cái mặt này nó nằm vừa mà nó phải nén bằng lò xo, nên anh em phải có cách để lắp cho nó chuẩn. Nếu như không có cách thì chúng ta lắp nó sẽ không vào được hoặc là rất là mất công. Vậy thì cái cách lắp nó như thế nào thì anh em hãy theo dõi rất là kỹ nhé. Nhớ nếu như mà thấy mọi thứ ok thì cho Mạnh một like để ủng hộ tinh thần. Và đây thưa anh em, khi mà chúng ta lắp thì chúng ta nhớ là hình thù là nó như thế này. Nó như thế này. Và đây. Đấy, vậy thì làm sao mà nén được cái này xuống? Làm sao có khi ba anh em nén thì có khi nó còn chưa xuống. Vậy thì cái cách là đơn giản, anh em nhìn này. Đây, ba con ốc này. Đây ạ, ba con ốc, đây là cái con bô lông 8. Bô lông M8 dài 8 phân luôn, dài này 8 phân là được. Bô lông M8 dài 8 phân và có cả eco. Đây, chúng ta làm gì? Cho nó vào đây. Để viết nó xuống dần dần. Đây ạ, cho vào gen, vài gen vào đây. Đấy. Chỉ cần viết khoảng 3-4 vòng gen là được thôi. Rồi, đến đây thì gần như là rất là nặng rồi. Nào, khi mà vặn cái này xuống ấy thì anh em hết sức lưu ý là vặn cho nó cân, rồi sau đó là cái đây, cái vị trí này, cái lỗ bạc này, thấy anh em, cái lỗ bạc này, lỗ bạc bên này hai bên là nó sẽ phải chuẩn với cái nòng của cái piston. Đây chúng ta vặn xuống nha. Đây ạ. Cứ vặn xong rồi lấy tay ấn xem nó có cựa không. Cựa là tốt để đỡ cái tình trạng nó bị kích. Đấy.
cái khi mà cái miếng thép ngoài này nó chặt rồi thì chúng ta có thể lấy cái rồi lê chúng ta ép cái bạc xuống đây, ép gì này đó, phải đảm bảo là nó luôn luôn nằm không bị kích cái bạc, không nó nhiều khi là anh em khoảng nhiều anh em là hăng hái quá lúc nó nghiêng không biết nó sức một cái bạc nó vào rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải cẩn thận, bởi vì là tránh trường hợp là khi mà anh em làm nó bị sai khác, trong khi mà mạnh vừa làm mạnh vừa nói rất là kỹ các cái thông tin để cho anh em biết, tránh trường hợp là chúng ta phải trả học phí bằng những cái sai khác khi mà sai lầm khi mà chúng ta tháo ra lắp vào. Thì hy vọng là anh em sẽ theo dõi kỹ video và nghe rất là kỹ những cái mà mạnh góp ý hướng dẫn cho anh em. Đây bắt đầu xuống, bắt đầu anh em thấy nó xuống không, xuống này thì phải đều này, đây bên đây chưa xuống đều này. Chúng ta không có tiếc cái gì cái thời gian để chúng ta phải nhìn ngó cả, tất nhiên làm cái gì nó cũng phải nhanh, phải đạt cái năng suất, nhưng mà đừng có vì vội vội vàng vàng mà làm hỏng cả cái công việc của chúng ta đi. Đây, đây có một cách này, sau khi mà nó bắt đầu xuống gần đến nơi rồi, đây ở phía này, sau khi nó xuống gần đến nơi rồi, đây anh em này lấy cái cờ lê này, chúng ta có thể ấn nhẹ để kiểm tra xem là nó có bị chắc hay không. Đây đấy, ấn nhẹ để kiểm tra nó có bị chắc hay không, nó có bị kích hay không, đó là cái rất là quan trọng, bởi vì chúng ta ấn ấy nó sẽ phát hiện thấy nó có tụt xuống hay không nữa. Đây thôi nha, chỉ cần ba cái xuống, sau đó chúng ta sẽ tháo cái khi mà nó đã tương đối khít rồi nha, tương đối khít rồi. Đây chúng ta sẽ tháo cái này ra, tháo cái đinh này ra. Đây, tháo một cái đinh ra và lắp một con bù lông vào, lắp một con bù lông vào. Đây, tiếp tục là tháo cái con vít tiếp theo ra. Đây, lắp tiếp con tiếp theo. Và một cái lưu ý rất là quan trọng, khi mà chúng ta đã lắp xong thì chúng ta kiểm tra nó ra sao. Kiểm tra phải kiểm tra bằng bên ngoài, chứ không có chuyện là chúng ta lắp lên máy chúng ta kiểm tra thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Sẽ rất là nguy hiểm khi mà chúng ta lắp lên máy chúng ta mới biết đường kiểm tra nó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách kiểm tra như sau. Anh em cố gắng theo dõi thêm một chút nữa để đến cái đoạn cuối cùng mình sẽ hướng dẫn cho anh em kiểm tra. Đây. Đây khi chúng ta vặn chặt rồi này, chắc chắn chúng ta phải kiểm tra bên ngoài xem là cái xi lanh này nó thò thủ, bê tông nó thò thủ, nó có trơn hay không, nó có bị cứng hay không, chứ không phải là đưa vào trong máy bắt tiêu vào rồi chúng ta mới bật máy lên chúng ta rẽ cái nhớ may mà nó cứng nó bưng một cái này thôi toang luôn cả cái bộ này thì rất là dở, hoặc là nó sức, hoặc là nó như thế nào đó. Vậy thì chúng ta chỉ cần lắp cái con bù lông hướng vào và lấy một cái cờ lê. Đây thưa anh em nhìn này, chúng ta bấy nó lên nhẹ này, đây quay ngang phía này, đây anh em thấy bấy nó lên nhẹ thế này, đây là nó lên rất là nhẹ, anh em nhìn thấy không, nhẹ thế này là được, nhẹ nhàng. Tất nhiên là nhẹ thì nó không nhẹ đâu, bởi vì cái lò xo này nó rất là cứng, nhưng mà chúng ta cầm cái tay chúng ta, cái cờ lê chúng ta thay cảm thấy nó rất là đơn giản, nó trơn. Đấy nha, nhìn này. Rồi, đó là cái cách mà chúng ta kiểm tra khi mà lắp xong. Mạnh có một cái đề nghị anh em là khi mà chúng ta lắp bất cứ một cái thiết bị nào, kể cả hộp số, kể cả những cái bi bọt rồi những cái chi tiết khác, bánh răng này nọ, thì chúng ta hãy nghĩ ra cách để làm sao kiểm tra nó, chúng ta lắp nó có bị kích, bị bó, bị kẹt ở chỗ nào hay không, là một điều rất rất quan trọng để cho cái việc chúng ta tháo lắp máy thành công và sửa chữa nó không xảy ra vấn đề khi mà lắp vào trong hệ thống rồi. Đừng có lấy hệ thống ra
hạn chế lấy hệ thống động cơ, khởi động động cơ rồi hệ thống thủy lực ra bịch, mà khi mà chúng ta chưa chắc chắn thì nó sẽ làm cho chúng ta chủ động sửa chữa được cái việc sửa chữa là nó sẽ tốt hơn, ngon hơn. Và đây là một cái video mà mình nghĩ rằng sẽ có nhiều anh em làm tốt rồi, nhưng mà đây là sẽ có nhiều anh em mình nghĩ sẽ chưa biết làm hoặc là làm nó chưa đúng, thì video này mình hy vọng sẽ giúp được anh em thay những cái phớt ti ben, chứ không phải là riêng cái này, phớt ti ben nhỏ thì cái mẹo thay nó như thế nào, để lắp những cái mà có cái lò xo nó như thế nào cho nó chuẩn, cho nó xịn. Và hy vọng rằng anh em sẽ làm rất là tốt và cố gắng ủng hộ kênh Kỹ thuật Máy KTM cho mạnh một like để tăng cái tinh thần lên, cũng như là nếu anh em có góp ý thì hãy bình luận ở phía dưới để góp ý thêm, hoặc là có chia sẻ gì thì cố gắng bình luận để nói lên cái ý của mình. Chúc anh em tháo lắp máy ngon xịn và chủ động, và khi mà chúng ta làm việc ở ngoài ruộng thì người khỏe, máy khỏe, vui vẻ và đạt năng suất cao. Nhớ bấm vào đây để đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo.